Top 10 nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin có mức lương cao nhất ở tương lai. Công nghệ thông tin hay còn gọi là IT là một trong những ngành khá hot hiện nay khi mà thế giới đang trở nên phẳng hơn và sự bùng nổ về công nghệ kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, ở trong lĩnh vực này lại có rất nhiều ngành nghề khác nhau cùng với các cơ hội việc làm khác nhau. Vì vậy, trong video này sẽ cung cấp cho các bạn những ngành trong lĩnh vực IT không chỉ phát triển mạnh mà còn có mức lương khủng trong tương lai. Bạn đang tự xác định con đường sự nghiệp lý tưởng cho bản thân trong lĩnh vực IT? Bạn muốn tìm hiểu công việc nào liên quan đến máy tính sẽ có nhu cầu lớn trong tương lai, đưa ra mức lương cao và cơ hội thăng tiến tốt sau khi hoàn thành khóa đào tạo? Trên trang IT Career Finder đã thống kê và cung cấp sự so sánh về những ngành nghề trong lĩnh vực IT hot nhất trong một thập kỷ để hướng dẫn cho bạn. Top 10 công việc có mức lương tăng trưởng cao nhất từ giờ đến năm 2020 được trả mức lương cao hơn mức lương trung bình trên toàn thế giới. Tỷ lệ việc làm luôn đứng hàng đầu và cung cấp hàng loạt các cơ hội thăng tiến. Bằng cách so sánh các công việc IT tốt nhất với các dự án làm việc, những nhân tố phát triển chính và mức lương. Sau đó, tìm hiểu kỹ về con đường sự nghiệp. IT yêu thích rằng công việc đòi hỏi có kỹ năng sâu và trách nhiệm cao, yêu cầu bằng cấp, phân tích mức lương, giáo dục, chương trình đào tạo và chứng nhận, tuyển dụng làm việc ở địa phương và cung cấp những lời khuyên bổ ích từ người đã và đang làm trong ngành IT. Phương pháp luận được sử dụng để khám phá các công việc công nghệ thông tin tốt nhất trong thập kỷ này, tập trung vào việc phân tích trọng tâm 4 điểm so với dự báo tăng trưởng làm việc từ cuốn cẩm nang những nghề nghiệp có triển vọng nhất trong 10 năm tới. Theo Occupational Outlook Handbook của Cục Thống kê Lao động, mức lương của nhân viên IT được tổng hợp từ trang Indeed.com. Tỷ lệ danh sách việc làm dành cho các ứng viên có trình độ trên bảng làm việc công nghệ và khả năng thăng tiến dựa trên các cuộc phỏng vấn của nhân viên IT. Sau đây là những dự đoán và thống kê về top 10 nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin có mức lương cao nhất ở tương lai, áp dụng từ năm 2010 đến 2020. 1. Lập trình ứng dụng điện thoại. Lập trình ứng dụng điện thoại, dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 32% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 292.000 việc làm, lương trung bình 95.000 đô. Lập trình ứng dụng điện thoại là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện thoại thông minh và máy tính bảng đã làm thay đổi các làm việc đơn thuần trước kia của con người khá nhiều. Từ trao đổi buôn bán, cập nhật thông tin, giải trí và công việc kinh doanh đều được hỗ trợ rất nhiều từ các ứng dụng trên điện thoại. Nhu cầu việc làm gia tăng được chuyển đến từ một trong những lỗ hổng kỹ năng IT lớn nhất. Đơn giản hơn nhiều so với lập trình ứng dụng điện thoại là lập trình kỹ năng ứng dụng. Nền tảng ứng dụng Android của Google và iOS của Apple, iPhone và iPad sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội việc làm cho các nhà lập trình ứng dụng điện thoại. Quan sát phân tích biểu đồ về thị trường, điều hành phần mềm điện thoại di động. Nếu thực sự giỏi về chuyên môn, chắc chắn trong tương lai, rất có thể bạn sẽ được vào làm cho Apple, Google hoặc một công ty chuyên cung cấp phần mềm với mức lương hấp dẫn. 2. Quản trị cơ sở dữ liệu, Database Administrator. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 31% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 33.900 việc làm. Lương trung bình 82.000 đô. Dữ liệu của các công nghiệp ngày nay phần lớn đều được số hóa và lưu trữ trên máy tính. Điều này thúc đẩy nhu cầu về đào tạo và cung cấp chứng chỉ về nghiệp vụ Database Administrator DBA để đào tạo ra những người có năng lực chuyên môn trong việc lưu trữ, tổ chức, phân tích và đảm bảo an toàn của dữ liệu thông tin. Ngoài ra, nhiều cơ sở dữ liệu còn được kết nối với Internet và điện toán đám mây nên vấn đề bảo mật sẽ ngày càng trở nên quan trọng và phức tạp hơn. Quản trị cơ sở dữ liệu và các nhà phát triển, đặc biệt là những người có kỹ năng bảo mật thông tin, sẽ được thuê để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin của các công ty từ tin tặc và bất kỳ mối đe dọa bảo mật nào khác. 3. Kỹ sư phần mềm. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 30% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 270.900 việc làm, lương trung bình 90.000 đô. Nhu cầu về các kỹ sư phần mềm sẽ đi liền với sự phát triển của mạng Internet và những tiến bộ của khoa học công nghệ. Ví dụ, việc phát triển của công ty điện toán đám mây và số hóa sẽ tạo ra một sự đột biến trong nhu cầu cho các kỹ sư phần mềm ứng dụng. Có thể thiết kế và phát triển các chương trình trên nền web để đảm bảo an toàn cho những người sử dụng. Tương tự như vậy, nhu cầu cập nhật và nâng cấp hệ thống cho các doanh nghiệp cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho những kỹ sư phần mềm. 4. Thiết kế game video. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 30% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 270.900 việc làm, lương trung bình 80.000 đô. Ngành công nghiệp game trị giá hơn 565 tỷ đô la đã tăng gấp 3 lần so với thập kỷ trước và không có dấu hiệu chậm lại. Ngoài các thị trường đang bùng nổ trên console, truyền thống và PC, sự phổ biến tăng lên, sức mạnh xử lý và khả năng đồ họa của các thiết bị di động đã mở ra một thế giới mới về cơ hội việc làm cho các nhà thiết kế trò chơi, họa sĩ và lập trình viên. Các nhà thiết kế game video cùng với các chuyên gia phát triển phần mềm điện thoại, đặc biệt là sau khi điện thoại thông minh và máy tính bảng như iPhone, iPad tiếp tục thay đổi cách tiếp cận và chơi game video.
các lập trình viên thiết kế game sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu khu vực công cộng và tư nhân phát triển cho các chương trình mô phỏng thông minh, ví dụ mô phỏng chuyến bay quân sự. Điển hình cho nền công nghiệp game là sự phát triển mạnh mẽ của hai tựa game Liên minh huyền thoại và Dota 2, cùng với các giải đấu với giải thưởng lên đến hàng triệu đô và chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể thấy, lợi nhuận đến từ ngành công nghiệp giải trí này là vô cùng khủng khiếp, còn chưa kể đến sự phát triển của game di động. Đây chính là cơ hội nghề nghiệp khá lý tưởng với mức lương khủng cho các lập trình viên thiết kế game. 5. Quản trị mạng. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 28% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 96.600 việc làm. Lương trung bình, 69.000 đô. Nhu cầu đối với nghề quản trị mạng sẽ tiếp tục tăng khi các tổ chức đầu tư vào hệ thống mới và các công nghệ mạng để tăng lợi nhuận và đạt được một lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Việc các doanh nghiệp chú trọng phát triển kinh doanh trực tuyến sẽ làm tăng cơ hội việc làm cho các quản trị mạng và quản lý hệ thống mạng, giúp các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới nhằm giao tiếp với các nhân viên và khách hàng một cách an toàn và hiệu quả. 6. Chuyên gia bảo mật. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 22% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 65.700 việc làm. Lương trung bình, 87%. Vấn đề an ninh mạng sẽ là một mối quan tâm hàng đầu đối với nhà quản lý công nghệ thông tin và các doanh nghiệp để chống lại các cuộc tấn công mạng, khi đây là những hiểm họa khôn lường đang xảy ra với tần suất dày đặc hơn trong những năm gần đây. Trong báo cáo khảo sát dự báo của Computer World IT năm 2012, công ty này tích cực tìm kiếm các chuyên gia cùng kỹ năng an ninh thông tin, nhưng lại gặp khó trong việc tìm ra một người có năng lực thực sự. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của những chuyên gia bảo mật. Trong năm 2012, kỹ năng bảo mật máy tính là nhu cầu lớn nhất và xa hơn nữa gồm bảo mật hoạt động, bảo mật thiết bị di động, quản lý rủi ro, đảm bảo thông tin, an ninh hóa mạng lưới và đám mây. Nếu có kỹ năng tốt về bảo mật, bạn sẽ có một cuộc sống sung túc với mức lương khủng từ công việc này. 7. Chuyên gia phân tích hệ thống máy tính. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 30% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 120.400 việc làm. Lương trung bình, 79.000 đô. Với một công ty có quy mô lớn phải thực hiện nhiều công việc khác nhau thì sự phụ thuộc vào công nghệ ngày càng tăng. Họ cần được trang bị một hệ thống máy tính thống nhất. Đây chính là công việc của những chuyên gia phân tích hệ thống máy tính. Họ sẽ đảm nhiệm thiết kế, xây dựng các hệ thống máy tính, đảm bảo sự ổn định của hệ thống máy tính trong công ty. Khi tổ chức tiếp tục gia tăng thì sự phụ thuộc vào công nghệ, hệ thống máy tính càng lớn, cơ hội việc làm cho vị trí này cũng sẽ trở nên đa dạng và phong phú hơn. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng dự đoán sự gia tăng 43% trong hệ thống phân tích tuyển dụng ở các công ty tư vấn IT. Có thể chuyển một số lượng lớn cơ hội việc làm tự do và làm việc theo hợp đồng. 8. Phát triển và thiết kế website. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 22% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 65.700 việc làm. Lương trung bình, 91.000 đô. Bán hàng qua mạng đang là phương thức kinh doanh phổ biến hiện nay. Việc bán hàng qua mạng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh như mặt bằng, thuế, nhân công, vân vân. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và cộng đồng web khác sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các nhà phát triển web. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang xem xét việc tham gia vào thế giới online nhằm thu hút khách hàng mới, thúc đẩy lợi thế cạnh tranh trong những nền tảng phát triển nhanh chóng. Tất nhiên là những lập trình viên thiết kế website sẽ được hưởng lợi từ việc này. 9. Thông tin y tế kỹ thuật. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 21% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 37.700 việc làm. Lương trung bình, 46.000 đô. Áp dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc sức khỏe sẽ trở nên phổ biến và tạo thêm nhiều việc làm từ năm 2012 đến năm 2020 hơn bất kỳ ngành công nghiệp nào khác trên thế giới. Các bệnh viện và trung tâm y tế sẽ áp dụng công nghệ máy tính vào việc chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn trong tương lai. Kỹ thuật thông tin sức khỏe tuy có mức lương khởi điểm thấp nhất trong danh sách này, nhưng đây lại là công việc có thời gian đào tạo ngắn nhất. Thường là một chương trình học 2 năm trong kỹ thuật y tế, cộng với ứng viên học tập sẽ được thưởng nhiều phúc lợi hơn. 10. Quản lý công nghệ. Dự đoán tăng trưởng trong 10 năm, tăng 18% trung bình mỗi năm. Số lượng việc làm trong 10 năm, 55.800.000 việc làm. Lương trung bình, 111.000 đô. Quản lý công nghệ là ngành có mức lương khởi điểm cao nhất trong danh sách, nhưng cũng là ngành có đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao nhất. Những người đảm nhiệm vị trí này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các vấn đề thông tin mạng, phần mềm, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, cũng như chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng các kỹ thuật viên, lập trình viên tài năng. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này sẽ tăng cao trong năm 2013 đến 2020 hoặc thậm chí là xa hơn nữa.